Rồi, rồi cái đuôi của nó đâu rồi? Cây này thì nó mới ăn được bác, mới chớm ăn thôi. Đây, làm gỡ nó ra. Ôi trời ơi, đường tiêu đây các bác ơi. Đây, một bé đun tiêu khá là béo. Đây, rất là nét cho các bác coi luôn. Đây, ngoài cảnh nó ăn này con. Nó ăn cái nách nhìn quá. Nó hay ăn cái nách này rồi nó ăn vào thân đấy. Đun tiêu được bác. Ok, để em xuống em quay mấy cái con kia cho bác coi luôn. Xin chào tất cả mọi người nha. Đầu tiên thì chúc mọi người sẽ có những phút giây thư giãn cũng như thông tin bổ ích khi xem video của mình. Và như tựa đề thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi bắt con sâu đục thân ở ngay cây tiêu nha mọi người. Sâu đục thân thì không chỉ có ở những cây ăn trái, cây cà phê, mà trên cây hồ tiêu thì cũng có sâu đục thân nha mọi người. Cái con sâu này thì hồi trước cái đây một năm thì em cũng đã bắt một lần thương mắc rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng lên đường thôi nào. Vào thời điểm cuối mùa mưa, đến đầu mùa khô thì các bác đi ra vườn ấy mà thấy vườn cây của mình nó bị vàng lá hay là rụng đốt. Mà sẽ không phải là vàng lá rụng đốt ở dưới, từ dưới gốc lên đâu nha các bác. Mà nó từ vàng từng tròn ấy. Nói chung là có lúc thì nó ở giữa thân đi lên này, có lúc thì nó ở một đoạn ở thân ấy. Thì khả năng cao là bị con sâu đục thân này tấn công nhé các bác. Bọn sâu đục thân này thì thường hoạt động mạnh vào cuối mùa mưa cho đến mùa khô các bác. Những năm nào mà mùa mưa mà mưa ít thì bọn nó sẽ hoạt động rất là mạnh. Như năm ngoái em quay thì rất là nhiều các bác, bắt một đống luôn. Năm nay thì ít hơn. Hôm nay em sẽ đi kiểm tra mấy cái cây hôm bữa em hái cũng có phát hiện các bác. Đây, những cây này các bác. Các bác thấy có cái cành khô đây không? Đây, cành này khô khá là lâu. Quả nó khô luôn này các bác. Đây, những cây này thì nó bị khô một ít ở cành các bác. Đây là cành bị khô này. Đây này, em sẽ bẻ xuống cho các bác. Tí nữa thì em sẽ cắt nó ra thì bắt con sâu này các bác coi. Đây các bác. Úi xời, núc nhúc này. Các bác thấy không? Cái này là cái máy quay này nó hơi tối thì em sẽ lấy cái điện thoại em quay cho nó nét. Đấy, một bé đầu tiên các bác. Không biết các bác thấy rõ không chứ? Hơi mờ nhé bác. Cắt đi, để tí nữa em sẽ cắt ra cho các bác coi. Một bé sâu đục thân. Ok, em sẽ đi kiếm thêm mấy con nữa cho bác coi. Mấy con sâu đục thân này là do những cái con bọ cánh cứng. Nó sinh sôi và phát triển lên các bác. Nó giống như kiểu cứ con đuông dừa các bác. Ở miền Tây thì có con đuông dừa chứ. Trên Tây Nguyên mình thì có đuông tiêu các bác. Đuông tiêu rồi đuông điều nữa. Nó thì thường sẽ hay tấn công vào những cái cây mà nó thưa tán đấy các bác. Tức là những cây này nó ít tán ấy, nói chung là nó hở cái thân ở trong này. Nó cứ hở trong cái thân là nó rất là thích bay vào để nó sinh trưởng và phát triển trong. Còn những cây nó rậm thì cũng ít hơn. Với đặc biệt là nó ở những cái cây nó ở xung quanh biên quá. Ở bốn biên ấy là bọn nó thích tấn công lắm. Đây, em sẽ lại cái cây mà hôm bữa em hái ở đầu này. Cây này có nhiều lắm các. Cây này thấy nó cắn cái tay tua rồi. Rồi các bác. Nó cắn cho rụng một đống này các. Cành ngọn nó rụng tay tua rồi. Rụng cọng rụng. Vàng lá rụng đốt này. Vào mùa khô thì cái hiện tượng rụng lá, vàng lá rụng lá là bình thường các bác. Nhưng mà nó chỉ rụng từ ngoài vào trong thôi. Còn cái thằng này là nếu mà bị con sâu đục thân này cắn thì nó sẽ rụng từ trong ra luôn nhanh quá. Rụng cả cái cành to này luôn này. Chứ không phải là rụng ở ngoài này đâu. Rụng ở ngoài này thì sau khi thu hoạch thì chúng ta thường là nó hay bị rụng mấy cái cành nhỏ này. Nó
năm sau nó sẽ ra lại thứ không sao quá. Còn nó mà bị sâu đục thân cắn ấy, là nó sẽ rụng luôn cả cái cuống tòn, mà mình đụng vào cái là nó rụng liền, chứ không phải như cái thằng vàng lá rụng bốt vào mùa khô đâu. Cái thằng này mình đụng vào cái là rụng rồi. Đây cái cây cây này coi, chỗ thì xanh chỗ thì đen quá. Này quay nó không được nét lắm đâu không. Đây, những cái dây mà nó bị cắn thì thường là những cái cành nó khô hết đúng không, cành nó rụng hết rồi. Đây này, cành nó rụng rồi còn đâu nữa. Đây nữa. Để đèn cắt cái cành này ra cho nó cỏ. Đây, nó đen từ chỗ này này. Khúc này đen này. Khúc này thì vẫn được xanh. Mình sẽ cắt cái khúc đen qua. Đó, cắt xem nó có ở đây không. Đó, cắt cái khúc này. Không có thì chúng ta phải đi lên tiếp. Không có thì sẽ cắt tiếp. Xem có ở trên đấy không không. Không có thì chúng ta cứ lần theo cái dây này mà cắt thôi. Tiếp một khúc xem. Đấy, hai khúc. Bọn này thì phá hoại khủng khiếp lắm các. Nó làm cho cái cây tiếu nó te tua tan nát luôn mà. Chúng ta lại không biết nguyên nhân là gì các. Nên phải chịu khó tìm hiểu tí. Rồi, đây là ở phía trên đấy các. Phía trên này cũng nó cũng cắn mất một dây các. Đây này. Cái này thì nó dễ nhìn hơn. Chỗ này nó đang còn màu xanh quá. Còn cái chỗ này nó màu đen này. Chắc chắn là nó nằm ở cái chỗ này à, chắc chắn nó nằm trong này à, để cắt xuống luôn. Tí nữa thì em sẽ tổng kết lại cho các bác xem. Bắt được mấy con à, cắt từ cái chỗ xanh này đi. Cắt từ cái chỗ vàng này. Cắt à, chắc chắn là nó nằm ở đây rồi. Em rất là ghét con này cho nên là gặp là phải bắt. Phải xử lý nó ngay quá à, không biết nó có nằm trong này không à, cứ cắt à, tí nữa sẽ cắt ra xem. Cái này không biết còn con nào đâu. Ok, cây này chắc hết rồi đấy. Đây, như cây này cũng có một con anh bác. Nó đã chơi cho gãy mất cái cành đây này. Cây này thì hôm bữa em hái nên em đã phát hiện nó. Này các. Nó chơi cho rụng mất cái cành ở đây này. À, để em cắt ra cho các bác coi luôn. Vướng cái dây này thế nhỉ. Khá là vướng đấy. Ôi cái dây này. Chắc cắt luôn cái dây này quá. Rồi các bác, đó cái dây này thôi. Vướng quá, khó cắt. Cắt thì đã quay ra còn. Ôi trời. Ôi trời, vướng cái dây này quá. Đây các bác, may quá. Cắt được cái thì nó ra đi luôn rồi. À, các bác thấy không? Em lấy cái điện thoại em quay cho nét đấy. Đây chính là nó nhé các bác. Nó mà ăn ở đây thì từ cái chỗ này mà đi lên thì sẽ rụng rụng cành và nếu mà ăn sâu ăn lâu thì nó chết luôn cái dây này nhé các bác. Đây, cả cái dây to đùng mà chết thì cũng hơi phí đấy các bác. Cái dây này cũng phải 5 mét đấy các bác. Rồi, lòi cái đuôi của nó ra đây. Cây này thì nó mới ăn đấy các bác, mới chớm ăn thôi. Đây, em gỡ nó ra. Ôi trời ơi, đường tiêu đây các bác ơi. Đây, một bé đường tiêu khá là béo. Đây, rất là nét cho các bác coi luôn. Đây, ngoài cành nó ăn này coi. Nó ăn cái nách nhìn quá. Nó hay ăn cái nách này rồi nó ăn vào thân đấy. Đường tiêu được không? Ok, để em xuống em quay mấy cái con kia cho bác coi luôn. Đây là thành quả bắt nãy giờ các bác. Rồi. Đây sẽ cắt cái con đầu tiên ra. Phẫu thuật con đầu tiên ra các bác. Đây, con đầu tiên đâu nhỉ? Đây, con đầu tiên các bác. Úi trời ơi. Lúc nhúc đây các bác ơi. Đây.
nhúc ra. Này cái đuông tiêu này. Này các bạn thấy không? Nó ăn tê tê tua cái cây tiêu. Ui trời ơi. Này mà cứ đi mua thuốc về mà phun thì thôi chứ. Đúng là nuôi béo đại lý thôi các bác. Này. Một bé các bác. Khá là phê. Năm nay ít hơn, năm ngoái em bắt nhiều lắm. Đây, đây là bé thứ hai. Bé vừa mới bắt cái nãy đây. Lúc đầu đồng biết nữa. Đây, úi trời ơi. Bé này gầy hơn. Con này là mới ăn đấy các. Loại này thì phá hoại thì đúng bài rồi đấy. Ghét cái là nó phá, thứ nhất phá hoại. Thứ hai nữa là nó, nếu mà chúng ta không kiểm tra kỹ thì cũng không biết cây tiêu nó bị bệnh gì các. Nên cứ mua thuốc linh tinh về lại nuôi đại lý thôi. Rồi. Cho nên là cứ cuối mùa mưa đến mùa khô các bác ra vườn tiêu mà cứ thấy nhá, cây tiêu của mình mà cứ bị vàng rồi rụng đốt, rụng là rụng từ trong ra ngoài luôn các bác, đốt to luôn đấy chứ không phải rụng đốt nhỏ đâu. Nói chung cứ đụng vào là rụng, không phải là từ dưới gốc lên mà nó cứ từng tròm, lúc thì ở trên ngọn, lúc thì ở giữa, giữa thân. Thì thủ phạm thì chắc chắn là loại này được các bác. Hai bé. Rồi. Ở đây cũng có một cành, cái này em vừa bắt được đây. Ôi trời ơi. Em này thì nó mới ăn cành nhỏ thôi. Nhưng mà khá là phê đấy. Ôi trời ơi đây. Ôi trời ơi, nét chưa? Lúc nhúc. Đường tiêu đấy các bác. Lúc nhúc đây. Rồi. Rồi, để kiểm tra xem mà. Cành này có con nào nữa không? Ui dồi. Này hình như già được quá. À, cái này nó đang đóng cuộn này. Để nó thành con bọ này quá. Ui dồi ôi. Rớt rồi. Ui đây rồi các bác. Nhỏ quá, con này nhỏ quá. Loại này nó gầy các bác. Rồi. Ừ, để tí á. Nó thành con bọ được không? Đấy, thành con bọ đấy. Đoạn này nó bày đi đến những cây khác nó lại phá tiếp này. Kinh khủng không? Con này nó nhỏ như vậy thôi nhưng mà nó phá ghê vậy được không? Với xí á. Ồ, cho mày phơi nắng cho mày chết thôi chứ. Biết sao giờ. À, mấy cây này thì không có các bạn. Mấy cây này nó ăn ở chỗ nào tìm ra nữa. À, thành quả nãy giờ quá. Năm nay nhỏ, năm ngoái bắt còn to lắm các. Chính là sâu đục thân trên cây tiêu nhé các. Không phải là cây cà phê hay là cây các loại cây ăn quả, cây điều mới có sâu đục thân các. Cây tiêu cũng có cái đục sâu đục thân đấy. Phá hoại rất là ghê luôn. Cái loại này thì hình như là phun thuốc sâu là hình như rất là khó các, bởi vì nó ở trong thân mà. Vậy chúng ta cũng không biết là ở cây nào mà phun đấy. Phun đại trà thì tiền đâu mà mua thuốc mà. Nên là cứ đi kiểm tra vườn xem có cây nào bị là chúng ta bắt thôi chứ. Khó mà phun thuốc sâu lắm. Rồi, đúng. Đúng tiêu quá. Ok, như vậy là video. Thì bắt con sâu đục thân trên cây tiêu của em cũng sẽ kết thúc ở đây thôi nha các bác. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.